Bên cạnh nhiều giá trị văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể của cộng đồng dân tộc Chăm ở Ninh Thuận cũng phong phú với hơn 100 lễ hội diễn ra quanh năm. Thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, nơi có cộng đồng dân tộc Chăm theo đạo Bà Ni sinh sống đông đúc, là điểm đến tiếp theo của chúng tôi. Một nghi lễ theo phong tục Chăm đang diễn ra ở nhà bà Ni. Bà ơi, cái lễ này của mình là để làm gì vậy bà? Cung nghẹn cho ông trời, cầu nguyện cho con cháu mạnh khỏe, làm ăn cho phát đạt, không bệnh không đau. Theo dòng đời của người Chăm theo đạo Bà Ni ở Tuấn Tú, có rất nhiều nghi lễ diễn ra như lễ khai hoa nở nhụy, lễ đầy tháng, lễ trưởng thành, lễ cưới, lễ lên lão và cả lễ cúng tuổi như chúng tôi may mắn được tham dự. Lễ cúng này không nhất thiết phải diễn ra vào một ngày cụ thể trong năm mà tùy thuộc vào thể trang, người thực hiện những nghi lễ liên quan đến dòng đời. Bà ơi, khi mà con thấy mọi người dâng lễ vật lên ấy thì các thầy có ăn mỗi thứ một chút ấy, thì cái hành động đó có ý nghĩa gì không ạ? Ý nghĩa là cúng cho ông trời thì phải ăn, ăn thế, ăn thế cho ông trời này. Thế ông thầy trang phải ăn. Theo tục lệ ở đây, thầy trang có vị trí quan trọng. Trong buổi lễ, thầy trang sẽ nếm thức ăn được dâng lên như các vị thần nhận lễ vật, sau đó đọc kinh cầu nguyện cho những ước mong về cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe của chủ lễ và gia đình. Trong các buổi lễ thì những người phụ nữ Chăm sẽ làm một loại bánh truyền thống để dâng lên tổ tiên mình. Và Nhã nghĩ là khâu này thì Đức không thể tham gia được rồi, nên Nhã sẽ làm. Bà ơi, nhưng mà bây giờ mình đang cầm bột mình nặng gì nè, mình muốn nặng cái gì cũng được hay là sao bà? Muốn làm bông gì mình làm, như gừng vậy đó. Làm như gừng là cái hoa này là là hoa gừng hả bà? Hoa đó là hoa dòng da đó. Hình đây là hình tử hồi xưa hồi chờ để lại. Dạ. Tục lễ người Chăm làm cái bánh này là bánh giòn da. Loại bánh giòn da truyền thống hay còn gọi là bánh củ gừng xuất hiện ở hầu hết các buổi lễ của người Chăm. Bánh củ gừng với vị thơm ngon của gạo nếp quyện với chút đậm đà của trứng gà mà chỉ mới rán lên thôi, tôi đã cảm giác ngọt ngào, giòn tan và chút béo ngậy rồi. Bánh ngon đã có rồi và phần lễ cũng đã xong. Và bây giờ mọi người sẽ cùng nhau xem văn nghệ. Chúng tôi được tham dự vào một buổi lễ cầu mong sự may mắn và sức khỏe của bà con người Chăm làng Tuấn Tú. Một trải nghiệm giúp tôi và Đức hiểu hơn về những bản sắc văn hóa độc đáo, rất riêng của người Chăm theo đạo Bà Ni. Một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh văn hóa nhiều màu sắc và đa dạng của người Chăm tỉnh Ninh Thuận.